Ra cái chút rồi đấy. Ra cảm biến. Nhìn thấy giảm rồi mà chưa chắc đã ra được. Tình gãy bên trong ấy, gãy lẫy bên trong ra. Cái lẫy là gì vậy? Cái giàn ra chưa? Đây rồi, giàn đây giàn. Nguyên một khối này. Mẹ bà là khá là cái này đốt tháo mấy cái này. Giàn khít khít này. Cảm biến cho cái này. Dùng mười mấy năm cái giàn còn gì. Cái đẩy mạn vào góc van tư lưu về xem cái góc đấy xem đấy, ra cái đầu nó thò ra như này đấy. Xem đây này, nó hở cái góc đây này, đây là mùi nó hôi xì. Đấy, con này nắp dàn đèn xô luôn. Đen xu ra luôn. Sản phẩm luôn. Tiếc là giàn đã cho hộp rồi. Hê hê. Ôi cũ nữa đây. Đánh gái tôi. Chạy mười mấy năm rồi. Bao nhiêu nhỉ? Đó. Bục. Bục là phải tháo luôn. Tháo ra thì nhanh, nó tháo luôn, nó phải đánh chứ. Tháo ra cái lẫy nó chặt nè. Xì van tích lưu sạch sẽ đây. Mày lại về cho anh khay vậy. Về cho anh khay gì vậy? Nhớ ấn chắc cái rắc cảm biến rồi nha. Nhiều khi không chắc là lên bật nó lại không chạy. Đi xuống hơi em xì sạch hết cái anh. Đi lang thang khuya nắng khuya lờ. Cái này xì sạch. Xì nó sạch. Cái này phải lấy cái lọ dung dịch xì xong xì mới sạch. Có gió nóng ấy nhỉ? Nó răng cơ mà, nó vào răng. Quạch phát này, thì thay giảm răng lớn luôn. Đã thấy chứ, những cái tay công này không biết được nào một lần. Quạch phát được thay giảm răng lớn luôn. Thắng ơi, lễ tươi. Đi đi. Xì sạch nào. Xì đi, xì đi. Ok đây. Cái lọ xịt dung dịch ấy. Như ở ngoài này này. Sáng nay em xịt ở đầu xe này. Yeah. Ôm em trong tay. Nói câu yêu thương. Đây, xong điều hòa xong phát xe lại tư phức. Vào là nguyên khối rồi, nguyên khối rồi, xe sáng trưng. Ôi giời. Cái lỗ
đấy, rồi ok, chỗ luôn. Vào vẫn thủ phát luôn. Cuối cùng là em nó cũng đã sắp hoàn thiện. Thế nhá, hôm nay em review cho các bác lắp cái màn hình Android cho con Camry này. Đây là màn hình OLED 4:5. Đây tất cả nó có rác hết rồi. Chỉ việc cắm. Bên chỉ việc cắm thôi. Rồi nhổ rác ra cắm lại thôi. Đây là sim này. Đây. Sim lắp vào đây rồi nhá. Đấy. Có rác cắm USB để nghe nhạc này. GPS này. Đây một cái GPS, đây cái nữa này. Đây GPS đấy. Ô đâu mất rồi. Đây USB ở đây. GPS đây. Đấy. Này cho chồng con đi nhà nghỉ thoải mái, vợ ở nhà thì việc check điện thoại phát là ra ngay chồng đang ở vị trí nào. Nên bác nào mà có ý định nhà nghỉ nhà meo hay là massage gì thì từ bỏ nhá. Nếu để xe gửi ở bãi nó đi, bác sẽ ôm đi cho nó lành.